Hello, tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với clip mới nhất của mình. Này, chào vậy thôi chứ biết có kèo không? Thì hôm nay mình sẽ thấy nó qua băng mới các bạn, qua một ca mới. Bên mình đang qua ca rồi. Ra ly kìa, ngon. Trời ơi, mẹ đang ốp ấy. Ông này đang ốp. Gọi đi. Xong rồi. Hiện tại bên mình đang mới qua ca 860 nhé. 860 đánh S thằng K đây và bị rally, tại mình thấy Thi Vũ mới bị rally nên mình bật cam lên thôi chứ mình cũng không khẳng định là bị đánh. Ô trời, tại vì không có nhiều bánh xá nên Thi Vũ không kiểu như không đi dead. Tiếp theo là L Super Glory, đọc sao đó, sao được. Gọi chưa cậu ơi, chết cậu rồi, toàn cậu rồi. Thì lúc trước trước khi up thì bạn ấy cũng có mail view là tiếp viện cung, chắc là huyết cung mà, chắc huyết cung mới kêu tiếp viện cung thôi. Đâu rồi, không biết đâu rồi không thấy tên, chết tiệt, toàn cậu rồi. Đây, 39 phút trước cũng được. Gọi đi, xong rồi. Nói chung là tiếp viện được, mà đồ dead thì chắc là thủ sẵn hết rồi. Đồ dead thủ sẵn hết rồi, quan trọng là chỉ có việc người ta đấm vào mặt thôi. Cũng thủ đồ dead, thủ này kia rồi. Khay bên này mình thấy là hình như rồi, gần như là hình như không có cham, mình không biết có cham hay là không. Nhưng mà ca này thấy tạm ấy. Tạm ok, đấy. 572M. Mong là sẽ có một cái kèo nào đó, mấy này đối kèo. Khá là đối kèo. Ba mình mới chú qua. Đấy, test rồi. Đấy, đồ dead sẵn nha. Thường thì mình sẽ không khuyên các bạn xài trống trong đồ dead, nhưng mà nếu mà kỹ các bạn yếu hoặc là có đồ kỹ trống, trống cao trở lên nha, tầm cỡ trống cam á, các bạn hãy xài nha. Còn bình thường trống vàng này kia, dead yếu xìu à. Cái trường hợp là các bạn yếu về kỹ thôi, yếu nên mình xài, mình kèm vào. Cái con ạc mình đang chơi này nó cũng phù bắp lắm rồi. Mình đang đổi đồ lại, đổi đồ dead lại. Nhiều ông lính nhờ ngộ lắm. Ạc có đồ dead tạm ổn, đồ ok á. Thì ôi trời ơi, kẹp luôn kìa, gắt vậy. Chả bao giờ có lính. Còn ạc này có lính nhưng mà không có đồ. Ôi trời ơi, test kèo kìa, gọi đi. Nó ơi chơi kẹp kìa. Nó kẹp các bạn, nó kẹp kiểu như liên minh nhau ấy. Nó không, mình không thấy ở trên tường bang là có để liên minh, nhưng mà kiểu như chắc là để ở trong hay sao ấy. Thấy kẹp là thấy sớ, hồi nãy là đánh Thi Vũ ra đi cũng thấy kẹp một lần rồi. Đấy, trời ơi toàn ơi, hãy gọi đi, nó đang hết một người gọi, nhiều người gọi quá rồi. Xong rồi, ok, đơn giản. Trời ơi, chết rồi, chắc này đi tù rồi. Các cậu ấy sẽ đi tù cho coi. Cái gì vụ vào một lính đi sao ba. Chắc không kẹp. Kẹp kiểu này là chết rồi. Liên minh thật rồi, này liên minh chắc luôn. Phong chức cho nhau nữa thì kiểu gì mà không liên minh. Đúng không mọi người, 1v6. 1v6 tầm này chắc không biết mình chết được không, hên xui. Thuận lính thì được, cây cùi mà không mạnh, chủ cây nó không mạnh, nhưng mà mình đét thì chưa biết, cùi đó với mọi người thôi chứ mình cũng chưa chắc. Sao ngộ lắm mà mấy cây mà cùi hoặc đi thượng lính sao mà mỗi lần mà ai đét cũng được, chứ tới tôi đét là nó đang kinh khủng luôn. Mỗi lần mà tới mình đét là cháy hoặc là không rút lính. Nếu mà không cháy là không rút lính thôi, chứ không có đời nào. Nhiều lúc nhả vài con lính mà tức, nghĩ mà nó tức. Sao mọi người dead hên thế? Hay là kiểu như có tầm cao? Ok, còn vài chục giây nữa. Mình cũng đăng clip ngắn trên TikTok cho các bạn xem vui vui đi. Các bạn có thể là lên tên thì y chang kênh mình luôn, KVNV. Trời, hết hồn mát. Gì vậy? Tôi vừa làm hành động gì thế? Đấy, trời,
gấu nhắn, nhưng mà thôi tính tiếp, chơi đi rồi tính tiếp. Gấu nhắn đấy, nhưng mà không phải bộ mình, là kiểu mình không quan tâm lắm, công việc thôi mà. Ở đây trời ơi, nói đồ full cung phải ấy, trời đất ơi ngon lành. Quá thơm nè, trời ơi nuốt gọn luôn kìa. Ôi trời ơi xuất sắc. Nhưng mà chết hay nhiều nha. Cái này kiểu như đổi trận không, mới đổi trận rồi. Rồi hủy luôn kìa. Ôi nó đâm liền luôn là được rồi. Gắt vậy man. Ôi sợ rồi, rén rồi, quá rén rồi. Rén rồi, rén rồi. Trời đất ơi, sợ rồi. Không, cái chữ rén này là của người miền Trung đúng không mọi người? Tại vì mình học theo ấy, mình ở mình bị ảnh hưởng, mình học theo chứ không có gì cả. Mình sẽ thắng, kiểu sợ nó bật ATK mà nó quên bật lại một cái cũng được một cái. Ôi ngon, ôi trời đất ơi, build to VIP pro phải phải men. Sao ngộ mọi người quá, nó mừng nhiều lúc thấy mọi người đét hay quá, lúc ta đét xong mà nó dở phải. Đấy, trời ơi, 15 mời ấy, con lành, phải một bề sắt. Đồ nó kiểu như nó 6x thôi mọi người. Đồ nó 6x thôi, không cao. Sao cổ vật với lại sao nhà cũng không cao luôn. Mặc dù con này cao nha. Nói chung là mỗi người ghét một cái rally nó sẽ khác nhau chứ không phải là giống nhau toàn bộ. Nên bạn nào mà hỏi một câu là bao nhiêu lính lấy được rally thì chịu rồi, hên xui. Đấy, nè, các bạn có thể là thấy là lên quyết một m. Đấy, đấy, tưởng nạp không bet, kiểu bet cùi quá, bet không được cao lắm. Mình skill khá là ổn nha, thêm 30k không chết tại bạn ấy đổi trận, phải đổi trận nên không vấn đề. Ôi lúc chọc cậu mình sẽ thu về, mình đổi lại cho người khác vào tiếp viện, tại anh em đang on đông ấy, nên mình sẽ rút về vào 100k thôi cho bạn khác có nhận skill thêm. Đồ 6x, đồ nó kiểu không cao, sao cổ vật với sao nhà nó cũng không cao nên nó kiểu không mạnh lắm. Một B6 mà hơi cùi, tạm tạm thôi, chung là cũng chơi được, hay là ngon rồi. Quan trọng là mình cái gì mấy bà tôi chưa có vô lính luôn á, chưa có vô lính luôn, mọi người làm gì vậy? Chán thiệt sự, trời đất ơi ra đi nữa kìa. Ôi trời ơi, ai chơi kiểu này vậy? Đảo ra nè, xin một slot rồi. Ủa? Kiểu như mỗi người là sẽ có một cái dead rally khác nhau, tùy theo cái lượng lính. Lúc cái ngày trước mà muốn dead được rally tới 4 tập 8M. Nhưng mà bây giờ thì hên xui cơ mà, hên xui. Lúc trước 8M là dead được nha, dead được T4, nhưng mà kiểu như hồi trước là ít, không có T5, là thứ nhất, thứ hai là không có P5. Cái ngày trước lâu lắm rồi, đã là lúc trước ra vết 5 tới 5 rồi. Đấy, thì 8M đét được tiêu 4 rồi. Còn nếu mà bây giờ 8M muốn đét chắc qua những ca nhỏ thôi. Đây mình sẽ vào 100k, lính mình thì đi tạm tạm thôi, không nhiều. Ôi trời, chỉ phải là 99k chứ. Ok, cái 100k thôi. Mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Đấy, còn hiện tại thì mình kiểu như mình làm clip để mà các bạn xem giải trí nhá. Bạn nào mà thích xem những cái đoạn mà dead á thì các bạn có thể xả qua giùm mình. Còn này là đoạn mình chém gió thôi, mình sẽ ít khi nào mà mình cắt ra lắm, ít khi nào mà mình cắt mấy cái đoạn chém gió này lắm, nói khô cả cổ ấy mà. Đấy, ok, chủ yếu là xem để mà mình, một là các bạn xem để mà giải trí, hai là có thể là mình sẽ học hỏi được gì đấy trong một video nào đó. Đấy, như là cách lên lính, đồ đét này kia, các kiểu. Nói chung là tùy mỗi người, mỗi lên khá điều khiển khác nhau, chứ không phải nói là đồ đét là giống nhau toàn bộ được. Như là ạc này, đồ mình thì nó gần như nó tôi cũng biết là đồ đét hay là đồ ATK cung, nó giống hệt nhau, mà mình đổi đồ thì mình đổi chưa được. Đồ của mình nó kiểu như đồ kỵ, mình đang đổi thêm tăng ATK kỵ, nhưng mà nó bị cù bắp, mọi người có cái điều kiện khác nhau. Đấy, quá ngầu rồi, thêm một phát nữa là được.
để xem nó đi gì. Hồi nãy nó đi cung rồi, nó đi cung rồi nha, đổi thay nhau đấy, bay ra ngoài nằm một b, một b sáu đóng không cháy, bây giờ một b vào, trời ơi chết trận. Khả năng chết trận mà nhiều nhiều lúc này nó cũng không ăn thua các bạn, tại vì kiểu như phát hành thôi. Đây đấy, ok luôn, chiến báo đẹp quá trời, ngon thêm lừng của rừng. Cái thêm cái này đi làm, bạn nào mà biết có làm YouTube không biết, hay chắc các bạn biết là cái vụ mà doanh thu thì YouTube nó đâu có nhiều. Làm đam mê chứ mấy kênh nhỏ nhỏ như mình là toàn ngọ. Lâu lâu mình lên làm một hai clip, lúc cái dạo trước á, trước khi mà lên được bắt kiếm tiền ấy thì mình cũng làm được khá là ổn, như 1000 mình có thể là ra một hai clip. Nhưng mà sau này khá thời gian nó khá là bận, tại vì dạo trước đó là mình ở nhà, rồi sau này mình lên thành phố, lúc đó rảnh, tối ngày cứ chơi mà đợt dịch nữa. Mình bắt đầu làm ngay đợt dịch mà rảnh thì mình làm, bạn nào quá đam mê thì mình cứ làm, còn không thì nói chung là các bạn đừng mong về cái việc bật kiếm tiền sớm hay sao đấy. Nói chung là mình cũng có cái duyên hoặc là một cái độ bền, mình làm nản thì mình nghỉ, chung là mình thích thì mình làm. Nhưng mà nghĩ là các bạn có thể là làm về cái mảng khác thay vì mình làm mảng game giống mình, các bạn xem giải trí thôi. Thôi phụ huynh cũng không ảnh hưởng, ủng hộ cái việc mà chơi game đâu nha, không phải là lúc nào cũng ngồi mình ôm máy, mình ngồi mình canh, mình đi gả kèo, mình đi làm đủ thứ hết, nó cũng không không được đâu, nói thật. Nếu mà mình làm kiếm tiền được thì nó ok hơn, còn không khó lắm. Thường là sẽ không ai ủng hộ về cái việc là mình chơi về mảng game, đặc biệt là việc gia đình. Nếu mà có anh chị lớn thì có thể là mình tự chủ kinh tế là ở ngoài rồi đó thì mình ok hơn, còn cái việc mà những bạn nhỏ nhỏ thì không thể nào mà mình nói mình đừng có ôm tối hay ôm cái điện thoại mà mình nói mình ôm đi gà kèo làm YouTube về game, không có thể nào. Sẽ có nhiều vấn đề, mình đừng có ước mơ lên làm game thủ các bạn, đừng có ước mơ, các bạn sẽ thấy áp lực đây. Mỗi ngày nó không là cái gì cả, ước mơ làm game thủ là một cái điều kiện tào lao đây, không phải là một, không phải là không có thể mà là không thể, nhiều lắm, áp lực lắm, không thể nào, chúng ta không biết nào. Nhìn lại cái trình độ của chúng ta nó còn cùn bóp rất nhiều, thua rất nhiều người. Trời ơi đâu như vậy má ơi, tăng tốc lẹ lên, người ta gấp đét lắm rồi, đã tối rồi, đã tối rồi mà còn kiểu người ta gấp đét rồi mà còn cứ lai rai chán cậu thiệt. Trời ơi trời, nó đi dây ra mà nhìn mình nản luôn á mọi người. Ôi trời đất ơi, chừng nào tới vậy. Ôi đổi skin nhà luôn đây gắt, đúng không ta, mình nhìn nhầm không, nó kẹp của con nó kiểu nó lắc, máy nó nóng luôn, kiểu treo máy nó nóng máy. Ôi ơi ơi, phải tăng tốc lên chứ, người ta gấp đét lắm rồi, đã người ta gấp đét rồi mà cậu cứ thế này chán thiệt. Đấy, mình có làm những video ngắn ngắn kiểu như đét đoạn ngắn trên TikTok nha, bạn nào có thích xem thì mình có thể là lên xem giùm mình. Đấy, kiểu như xem ủng hộ thôi, mình làm cho vui mà, cảnh thì mình làm thêm cho vui chứ TikTok thì đời nào mà được bật kiếm tiền, nó đen lắm, đăng mấy ảnh thấy có người xem cho nó vui. Đấy, biết là các cậu ấy đi gì đây. Rồi rồi rồi, tới rồi nè, tới rồi, gấp đét rồi, lại lên cậu ơi. Hello chào cậu, tới luôn, hello mà còn chào nữa, không hiểu, dốt tiếng Anh vậy. Nhiều ông sẽ nói thế. Đây ok, tới nè. Lên luôn. Rồi tới rồi. Ôi đi rồi, nãy đồ kỹ ngon lành, đét cuối cùng mà đem đồ kỹ là chết cậu rồi. Tớ đã bảo rồi, toan rồi, kiểu còn cái nịch. Đấy, trời đất ơi, bên đây khuyết cung rồi. Khóa những cảnh như thế này nè mọi người, kiểu mình khuyết loại này mà đụng thuận lính luôn là ngon. Trời ơi, con gì bằng, quá ngon luôn. Có khuyết cung mà gặp đâm kỵ là thấy phê, quá phê.
thường này mà người ta đi solo cũng sẽ đi kỵ nhiều hơn là đi bộ cung nha, nên mình lên date khuyết cung nhiều hơn đấy. Ok, trời đất ơi, quá phê liền, quá phê liền. Ấy đấy, bet cũng khá ngầu nha, bet full rồi, full nhưng mà bet cùi rồi, bet cùi đúng không, bet hai, bet ba, bet ba thôi, bet hai, bet ba thôi, bet hai, bet ba không à, bet một, phiếu một, một b, một b, hai b với lại bet ba đấy, thì là kiểu như khay nó bị cùi đúng không, phải chứ nó khay được mạnh tí về cái bốn bet năm quay chắc dễ cháy hơn. Đấy, trời đất ơi. Thôi ông này cũng hên là ông gặp phải bét cùi mà. Kiểu bét với lại đồ thì 6x cũng được rồi đấy. Nhưng mà vấn đề là bét bị cùi nên ông bét ok. Chứ còn nếu mà gặp bét 5, T5, T5 nhiều mà bét 5 nữa thì hơi khoai nha. 15M lính là cháy chắc luôn. 15M lính là không thể nào mà đét được bét 5, T5. Nên các bạn cân nhắc trước khi đét. Nếu mà mình không cùng chiến mình có thể là mình khiêng. Thôi chắc là giải tán rồi, tối rồi. Thôi thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và một ngày năng động nha. Ôi trời ơi, tội nghiệp quá cơ, quá.